Dạ, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay là ngày rằm tháng 4 âm lịch quý vị. Hiện nay Jim đang có mặt tại thành phố biển Vũng Tàu. Thì đêm nay trăng rất là sáng. Jim đang có mặt ở khu vực ở công viên Rạch Dừa để xem cái hoàn cảnh buổi tối như thế nào quý vị. Ở đây bên một bên là ánh đèn, bên là ánh trăng quý vị. Đây đêm trăng rằm rất là sáng nha. Hôm nay cũng là ngày Phật đản luôn. Mừng ngày Phật đản sanh. Và đi lên quanh công viên này để xem cái cảnh mà tập thể dục trong những cái thiết bị tập miễn phí công viên quý vị. Dạ, hôm nay trời khá là mát, bây giờ thì tầm khoảng chừng rắc 2 mấy độ C nữa quý vị. Trời lúc chiều có chuyển có tí mưa nhưng mà không có mưa lớn lắm. Đây công viên này có những cái dụng cụ tập miễn phí, vì chúng ta có thể ra đây công viên là tập. Đây những dụng cụ được đặt ở công viên rồi. Đây những cái thiết bị tập thể dục. Dạ, tập thể dục chạy bộ, tại vì vô phòng gym thì ra công viên ta tập là ta chạy. Dạ, buổi tối đây mình đi dạo công viên này rất là mát quý vị, cũng như là mình có thể vận động và những cái thiết bị đặt ở công viên này. Trẻ em thì có thể đạp xe lên quanh. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng đi dạo cái công viên buổi tối cùng với Jim. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.